Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cường Lã Toyota. Thì ngày hôm nay em Cường Lã sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một sản phẩm, một con xe đồ cổ nha quý vị. Dạ, thì ở đây chúng ta có là Camry 2.4G. Đó, quý vị có thấy. Thực tế là về xe này 2018 đến bây giờ đã được 12 năm tuổi rồi. Nhưng mà quý vị có thể thấy vẻ bên ngoài của nó, Camry rất là chất đúng không ạ? Một cái chiếc xe đẳng cấp, một chiếc xe doanh nhân, sang trọng, quý phái, rộng rãi. Cái form, cái kiểu dáng của nó ở phía ngoài nhìn cái gì đó cũng rất là đặc trưng đúng không ạ? Cái lưới tản nhiệt phía đây, lưới tản nhiệt này được sơn mạ chrome sáng bóng này. Hệ thống đèn, đó, đèn dạng projector này, 12 năm tuổi nhưng mà đèn rất là sáng, quý vị thấy này, không hề có bị ố vàng. Đèn sương mù phía dưới cũng vậy. Đó. Thì xe này bên mình đã dọn dẹp và làm 176 hạng mục. Đó, em sẽ quay xung quanh một vòng xung quanh xe đi để quý vị và các bạn có thể tạm cùng cảm nhận. Xe mang biển số thành phố nha quý vị. Dạ, 2.4G này, 52U01222. Đó, xe thời điểm 2008 nhưng mà cũng rất là đầy đủ cảm biến này, 4 cảm biến, 2 cảm biến góc và 2 cảm biến sau. Đó, phần ống bô, đèn sau rất là đẹp nha quý vị, đèn thành một cái cụm khá là lớn bên hông xe và phần phía cốp luôn. Ở Camry này thì chưa có nút mở cốp phía sau này, chúng ta mở phải mở phía trên. Xe màu đen nha quý vị, mẫu xe phân khúc D, giá chỉ bằng chiếc Vios thôi nha. Hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 450 triệu cho mẫu xe này nha quý vị. Thì thực ra giá em chào bán ở đây đưa ra mức giá để quý vị các bạn để tham khảo thôi, khi mà tới xem xe trực tiếp chúng ta có thể thương lượng và đàm phán về giá. Trang bị thì cũng trang bị cơ bản thôi. Đây, chúng ta cùng xem về nội thất đi. 12 năm tuổi, chạy 125.000 cây nha quý vị. Đây, quý vị thấy là 125.000 cây ha. Thực tế về nội thất rất là Toyota luôn, cực kỳ quen thuộc, rất là quen thuộc với dòng Camry ấy. Luôn luôn được thiết kế một cái khối rất là lớn. Hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh, đùa, hai dàn lạnh ha, hai vùng độc lập này, ghế cực kỳ đẹp luôn, xịn sò. Đó, các bạn thấy màu trắng, mà này trắng này không phải là màu trắng, nó hơi hơi đà đà. Nó trần xe này quý vị thấy này cũng rất là đẹp ha. Cái trần xe này thực tế là một cái phần mà rất là đắt tiền khi mà mua xe, ví dụ bên mình mua xe cũ á, cực kỳ sẽ không, gần như là không bao giờ thay cái trần này luôn. Và cái trần này cũng là trần riêng, rất là kỹ, rất là sạch. Hệ thống âm thanh ở đây là chúng ta có là đầu CD này. Đó. Vô lăng thì sử dụng trên 100.000 mòn chút xíu, không ảnh hưởng gì cả. Đây, em cũng muốn nói thêm một xíu là cái ghế của xe thời điểm đó, nhưng mà cũng là chỉnh điện 10 hướng nha quý vị. Đó, hệ thống ghế lái này chỉnh điện 10 hướng luôn, rất là ok, cực kỳ rộng rãi nha quý vị. Em sẽ quay luôn phần thắng và phần côn quý vị cùng xem. Đấy, giá xe cam kết 100% là không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Mở cốp quý vị coi luôn, tiện theo dõi. Phân khúc D mà, xe cực kỳ rộng rãi luôn. Cũng có những cái phần mà chỉnh ghế phía đó, chỉnh ghế phía sau, chỉnh ghế này. Để tay sang trọng. Ở chỗ này là gạt tàn thuốc lá nha. Đây, gạt tàn thuốc lá này. Cửa auto full. Rồi, đằng sau chúng ta có gì đây? Một cái cốp khá là lớn. Hộp bột để đồ nghề này. Rồi, xem bánh sơ cua của nó nào. Bánh sơ cua mâm đúc luôn nha. Sau rất là sạch sẽ.
màu đen biển số thành phố, xe 2008, chạy 125.000, bên em chào bán giá là 450 triệu. Quý vị nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại bình luận phía dưới nha. Và nếu quý vị quan tâm hoặc muốn mua sản phẩm này, hãy liên hệ cho em Cường qua số điện thoại 0979 393635. Được, em Cường Lã xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.